Dạ vâng, cửa hàng nông cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Bút So, huyện Tây Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Đó, cũng một thời gian rồi, cũng phải 10 chục ngày rồi thì cửa hàng chúng em thì chưa lên có lô nào, đúng không ạ? Một lô nào để cho các bác có nhiều sự lựa chọn. Thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lại tiếp tục lên cho các bác một lô tiếp các bác nhá. Hôm nay thì chúng em lại có rất là nhiều các thương hiệu Estin, có Humana, có rồi mấy cái hệ cưa Echo, Komatsu sử dụng gia đình cũng rất là nhiều luôn các bác nhá. Hey, hôm nay thì cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là lô Z các bác nhá. Từng con một rồi, hôm nay thì tổng cộng có gồm 11 con. Đấy, 11 con từ cưa hệ cưa gia đình đến hệ cưa khai thác tầm trung, khai thác chuyên nghiệp có luôn các bác nhá. Đấy, hôm nay thì chúng em có đánh dấu từng con một cho các bác nhá. Và hôm nay thì cửa hàng chúng em là lên cái lô này ạ, là có hai sự lựa chọn cho các bác nhá. Nếu mà các bác đây, cửa hàng chúng em là phân chia rồi. Hàng bên trên này là những cái dòng máy cưa hệ sử dụng gia đình, cưa dòng nhẹ nhàng các bác nhá, và cưa giá rẻ cho các bác. Đó, giá thì con mấy cái hàng trên này thì cửa hàng chúng em không cần phải cọc các bác nhé, không cần phải cọc. Các bác chỉ cần xem kỹ video, xem đi xem lại, ưng ý thì các bác liên hệ để lại cho em địa chỉ số điện thoại thì cửa hàng chúng em sẽ ship tận nhà cho các bác. Không cần cọc các bác nha. Còn ở lô bên dưới này là lô hàng bên dưới á, do là đơn hàng giá trị cao với lại là hàng hệ đó, với lại là nó nói chung là giá trị cái máy nó cao ấy ạ. Nên là các bác vui lòng xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em. Cửa hàng chúng em sẽ báo giá chi tiết. Đó, các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng ở những cái con ở hàng bên dưới này ạ, thì các bác vui lòng cọc cho em trước 200 ngàn các bác nhé. Đó, cọc cho em trước 200 ngàn rồi cửa hàng hàng tới các bác cứ đúng như trên video trên máy thì các bác nhận hàng thanh toán. Đó, còn mà các bác bảo lan tăn về cái độ uy tín ấy ạ, thì các bác cũng đoán xem thử đúng không ạ? Nếu mà chảo không uy tín thì cũng làm gì mà phát triển tới ngày hôm nay, đúng không các bác? Đó, rất nhiều các bác đã lựa chọn cho cửa hàng chúng em rồi nên là các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhá. Đấy. Còn nếu mà trên video mà có sai sót cái gì mà khác với lại ở trên video ấy, thì cửa hàng chúng em xin hoàn tiền gấp 3, gấp 4 lần tiền giá trị cây máy luôn các bác nhá. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy, là cửa hàng chúng em báo lại các bác nhá, là những con máy hàng trên này là không cần cọc. Còn những con máy ở hàng dưới này các bác muốn đặt thì cọc cho em trước 200 ngàn các bác nhé. Đó là cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác luôn. Cửa hàng chúng em thì có ship code toàn quốc các bác nhé, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Rồi quay lại chủ đề chính hôm nay, cửa hàng chúng em gồm có này Estin MS020 cực kỳ đẹp, VIP xuất sắc. Estin 017 quá VIP luôn các bác nhé. Đó, Estin 017 tiếp này. Con này là hệ đời đầu, hai con đều là 017 nhưng mà con mà sản xuất trước, con sản xuất sau đấy ạ. Hệ đời đầu Humana 333 các bác nhá. Hệ cửa cũng dạng cửa gia đình đấy ạ. Và khai thác chuyên nghiệp thì có 240 này, 240 dòng bãi nhá. Và có 028. Đấy, đây là lô bên dưới. Quay đến lô bên trên các bác nhá, là cửa hàng chúng em gồm có Echo Q-Grid CS300 cực kỳ VIP và cực kỳ đẹp. Đó, Echo Q-Grid GC35A. Đó, có hai dòng như Komatsu Zenowatt 3002 hệ cưa nòng đứng sử dụng gia đình. Con này cũng giống như con tương tự với hai con này giống nhau các bác nhá. Và con này là hệ cưa Echo giá rẻ này cho các bác về sử dụng gia đình các bác nhá. Con này thì giá của nó là 2 triệu các bác nhá. Và cửa hàng chúng em là đánh dấu từng con một đấy ạ. Đây, có đánh dấu hết trên này rồi nhá. Các bác muốn đặt hàng con nào thì các bác chỉ cần nhấc máy ngay và liên hệ cho cửa hàng chúng em, báo cái mã số mà cửa hàng chúng em đánh dấu ở trên này các bác nhá. Đấy. Báo cái mã số mà cửa hàng chúng em đánh dấu trên này, từ Z1 cho tới Z11. Đó, các bác chỉ cần đọc cái mã số là cửa hàng chúng em biết ngay con gì các bác muốn đặt hàng các bác nhá. Mà giá là cửa hàng chúng em đã công khai hết ở trên video rồi. Đây, quay từng con một cho các bác xem qua. Đấy, đây là giá đã bao gồm phí ship và tặng kèm phụ kiện hết rồi các bác nhá. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm, không cần phải mất thêm bất kỳ phí ship gì cả. Nếu mà cửa hàng chúng em mà để cho các bác mà chịu phí ship ạ, thì thường thường nó sẽ lên rất là cao. Nên là cửa hàng chúng em tính luôn tiền phí ship để cửa hàng chúng em chịu luôn. Thì
bên gửi hàng của chúng em ấy, sẽ hỗ trợ giá cho các bác rất là nhiều. Dạ vâng, xin lỗi các quý khách hàng tí nhá. Vừa nãy thì cửa hàng chúng em thì có khách ngoài một tí xíu nên là phải đi ra tiếp khách ngoài. Rồi, quay trở lại tiếp tục video các bác nhá. Đấy, vừa nãy cửa hàng chúng em đang nói đến cái chuyện mà các bác nếu mà các bác để chịu phí ship thì tiền bưu điện nó rất là cao các bác nhá. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm, giá ở trên này là cửa hàng chúng em đã hoàn toàn miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện rồi. Bộ phụ kiện bên em gồm một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh các bác nhá. Đấy, đấy là tất cả những phụ tùng đi theo cây máy. Đó, còn bây giờ thì cửa hàng chúng em xin phép là đặt chiếc máy quay xuống các bác nhá. Và vừa giới thiệu chi tiết từng con một để cho các bác dễ dàng lựa chọn nhất. Rồi cũng như là giật test nổ để cho các bác xem qua, nghe tiếng nổ của cây máy, các bác ưng ý cây nào thì có thể liên hệ cho cửa hàng chúng em để đặt hàng. Các bác để lại cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên của các bác, cửa hàng chúng em sẽ ship tận nhà cho các bác luôn, nên là các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhé. Dạ vâng, cây máy đầu tiên là một con Estin 020 các bác nhé. Con này là sản xuất tại Đức, chính hãng tại Đức luôn các bác nhé. Nguyên zin nguyên bản cho các bác. Đấy, lam của con này là lam mặt cắt của nó là được 35 phân. Mặt cắt cây lam này được 35 phân nguyên zin của nó nhá. Lam xích nguyên zin. Xích thì còn to bản nguyên cho các bác này. Xích là xài xích chung 91 các bác nha. Xài xích chung 91. Đấy, lam là lam bánh xe. Theo máy là lam bánh xe, mặt cắt được 35 phân các bác nhá. Còn lam dài tổng thể cây lam là 40 phân. Đó, trừ mất 5 phân ở bên trong máy rồi. Thắng xích còn sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhá. Hệ con này là hệ nòng 40 ly. Vòng tua con này thì cực kỳ khỏe luôn các bác ạ. Đó. Máy móc thì quá đẹp, quá vip, quá chất lượng các bác nhá. Sưu tầm cực kỳ đẹp luôn. Các bác không cần phải lăn tan gì cả. Cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy nhá. Con này là được đánh dấu là Z1 các bác nha. Z1 giá là 3.400.000. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Đấy, báo giá rõ ràng trên video rồi. Máy móc trên video có sao, cửa hàng chúng em báo giá rõ ràng hết rồi. Nên là các bác vui lòng tua đi tua lại xem kỹ video các bác nhé. Test nổ cửa hàng chúng em đã test nổ cho các bác rồi. Dạ vâng, kể đến là con Z2 các bác nha. Cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là Z2 này. Giá là 3.100.000. Hệ máy cưa Estin 017. Đấy, các bác dạo thời gian gần đây thì các bác hay hỏi em hệ này rất là nhiều này. Thì hôm nay thì cửa hàng chúng em mới về cũng như dọn rửa được các bác nhá. Máy móc cũng quá vip và chất lượng luôn. Làm con này mặt cắt là cũng 35 phân các bác nhá. Xài xích chung 91 các bác nhá. Nguyên zin nguyên bản. Hệ Estin 017 hàng bãi Đức các bác nhá. Giá 3.100.000. Đó, máy móc thì cửa hàng chúng em đã căn chỉnh cũng dọn nổ tất cả ngon lành hết rồi các bác nhá. Và con Z2 này là hệ cưa sử dụng gia đình các bác nhá. Bởi vì nòng con này thì có 37 ly thôi các bác nhá. 37 ly, nhỏ hơn con Z1 nữa các bác ạ. Nhỏ hơn con Z1 nữa nên là các bác vui lòng cân nhắc kỹ các bác nhá. Hệ cưa con này là sử dụng gia đình này các bác. Còn con Z1 thì nòng nó lớn hơn một tí xíu thì về khai thác tầm trung. Nói chung là khai thác nhẹ nhàng đấy ạ. Đấy. Con này nòng 37 ly các bác nhá. Dạ vâng, kế đến là con Z3 các bác nhá. Con này là cũng là hệ 017. Nó giống như con Z2 thôi. Nhưng mà con này nó là sản xuất hệ đời đầu các bác nhá. Hệ đời đầu luôn. Còn cam kết cho các bác không phải là sản xuất trước mà máy móc nó kém chất lượng không đâu ạ. Bởi vì cửa hàng chúng em là chuyên đi
sưu tầm những dòng máy cưa VIP chất lượng. Nên là cam kết cho các bác là nòng hơi linh kiện bên trong thì bao ngon cho các bác luôn nhá. Các bác không cần phải lan tan gì cả. Còn cái này là nó là hai đời khác nhau. Đời Z2 là con Z2 là con này đấy ạ. Đó, còn con này thì nó là hệ sản xuất đời sau, còn con này nó sản xuất đời trước. Đó, nòng hơi thì nó giống hệt nhau thôi, cũng đều là 37 ly các bác nhá. Các bác thích hệ nào thì các bác tham khảo hệ đó. Con này giá là 3 triệu đồng các bác nhá. 3 triệu đồng các bác. Nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Nòng 37 ly. Dạ vâng, tiếp đến là con Z4, một con máy cưa hút mana 333 các bác nhá. Đó, con này thì viết là con Z1 đấy ạ. Con này với con Z1 này thì nó lại hoàn toàn giống nhau các bác nhá. Nòng của nó là số ly bằng nhau luôn, đều là 40 ly các bác nhá. Đều là 40 ly cả. Máy móc là cũng là hệ máy cưa hệ tay dài. Nhưng mà hai con nó lại là thuộc thương hiệu khác nhau. Phân khúc nó là phân khúc giống nhau. Đấy, thương hiệu là một con là thương hiệu Husqvarna, một con là thương hiệu Estim các bác nhá. Có lẽ là ngoài Bắc thì có lẽ hãng này thì không còn xa lạ gì nữa rồi đúng không ạ? Quá là nổi tiếng rồi. Hệ này là hệ của Thụy Điển các bác nhá. Thụy Điển, nòng 40 ly. Con này thì giá của nó là 3 triệu đồng. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Làm xích của nó vẫn là làm xích trùng 91 các bác nhá. Làm con này mặt cắt được 30 hay 35 phân đây. Cái này thì em chưa có thước đo để em ướm thử xem nào. Mặt cắt con này hình như là được 30 phân rồi các bác ạ. 30 phân các bác nhá. Làm là 35 phân tổng cây lam. Chỉ 3 triệu đồng. Dạ vâng. Kế đến là con một chiếc máy cưa Z5 Estin 240 các bác nhá. Con này là hệ máy cưa khai thác rồi đấy ạ. Khai thác chuyên nghiệp các bác nhá. Các bác là muốn mà tìm một chiếc máy cưa hệ khai thác chuyên nghiệp thì các bác tham khảo từ con này. Con này là của nó này, nó có xà áp ở trên này luôn cho các bác. Giật rất là nhẹ nhàng các bác nhá. Rất là nhẹ nhàng luôn. Theo máy, đặc điểm của con này theo máy là một cây lam Latin cực VIP và xuất sắc luôn các bác nhá. Theo máy của nó đấy ạ. Còn tổng thể cây máy quá đẹp luôn. Một chiếc máy cưa mang thương hiệu của Đức, xuất con Nhật, sử dụng tại Nhật, sử dụng gia đình. Công suất của này là 42cc các bác nhá. 42cc. Nếu mà tính trọng lượng của cây máy con này thì nó tầm khoảng 5,5kg đến gần 6kg các bác nhá. Gần 6kg. Giá của con này là 5.800.000. Các bác đang cần tìm một chiếc máy cưa hệ khai thác thì các bác tham khảo thử con này các bác nhé. Siêu VIP thắng xích, sử dụng đầy đủ nguyên. Đó, một chiếc máy cưa 240 giá 5.800.000, đánh dấu là Z5 các bác nhá. Dạ vâng, kế tiếp là một chiếc máy cưa cũng hệ cưa khai thác các bác em. Con này là hệ 028AV. Công suất của con này là 44,6cc các bác nhá. 44,6cc. Hệ cưa xích Estin đời đầu. Giá con này là 5 triệu đồng các bác nhá. 5 triệu đồng. Làm vẫn là làm Latin luôn các bác nhá. Nguyên zin nguyên bản của nó này. Siêu VIP luôn các bác nhá. Xích là xài xích chung 325. Xài xích chung 325. Con này thì nói chung là ngoại hình của nó thì nó hơi bị chóc sơ một tí xíu thôi. Nên là cửa hàng chúng em thì trong lô ngày hôm nay thì cửa hàng chúng em xả luôn.
xả luôn cho các bác về cho các bác sử dụng có thể đảm bảo nhất. Còn linh kiện thì vẫn là đảm bảo cho các bác là nguyên zin nguyên bản các bác nhá, nòng hơi chắc chắn đấy, các bác có thể hoàn toàn tới hàng tới các bác kiểm tra hàng thoải mái, nguyên zin nguyên bản nòng thì đảm bảo cho các bác là cực kỳ đẹp luôn. Giá của con này là 5 triệu đồng các bác nhé. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Lam của con này là mặt cắt của nó được 45 phân các bác nhá. Mặt cắt được 45 phân. Dạ vâng, kế đến là con Z7. Z7 con này là CS300 của dòng cưa Echo hiệu Kyurit các bác nhá. Hiệu Echo Kyurit đấy ạ. Con này thì có núm bươm xăng phụ cho các bác luôn này. Có núm bươm xăng phụ. Đó, máy móc thì tình trạng nguyên zin nguyên bản. Con này thì công suất của nó đây cũng không rõ nó là bao nhiêu nữa đây. Con này thì nhỏ nhẹ về cho các bác sử dụng gia đình thôi các bác. Chắc chỉ khoảng 20-30cc gì đó thôi. Đấy, các bác nào tham khảo thử con này các bác nhá. Đấy. Con này thì nó có được tích hợp cho các bác là chụp giật trợ lực lò xo luôn. Hệ cưa nòng đứng các bác nhá. Còn xích thì con này cửa hàng chúng em đã cắt luôn cho các bác một sợi xích mới để ráp vào rồi. Về các bác sử dụng thì không cần phải lăn tăn gì cả. Xích mới thì siêu là đẹp đẽ và chắc chắn rồi. Dạ vâng, tiếp đến là con Z8 cũng thuộc dòng Echo Kyurit các bác nhá. Con này là GC35A, công suất của con này là 35cc các bác nhá. Cũng thuộc dạng nòng đứng có núm bươm xăng phụ cho các bác luôn. Nguyên zin nguyên bản hết các bác nhé. Giá con này thì cửa hàng bán với giá là 2.800.000. Cả chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Con này thì có tích hợp luôn chụp giật trợ lực lò xo các bác nhé. Zin nguyên bản làm con này được 4 tấc các bác nhá, 40 phân. Làm 40 phân, mặt cắt được 35 phân thôi các bác nhá. Con này thì nó có tăng xích ngay trên phần lam luôn rồi. Cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá. Dạ vâng, còn nếu muốn nhỏ nhẹ nữa hoặc là bác có nhu cầu cần tìm một chiếc máy cưa nòng đứng sử dụng gia đình thì các bác tham khảo thử con Komatsu Genowatt các bác nhá. Siêu nổi tiếng, con này thì G3200, công suất của con này thì 32cc các bác nhá. Hệ đây Komatsu Genowatt, hãng quá nổi tiếng của dòng Nhật Bản rồi. Nòng thì nòng đứng các bác nhá, bô là bô giảm thanh, bô giảm âm đấy ạ. Lam của này thì hơi khiêm tốn một tí xíu. Lam của này thì mặt cắt được có 30 phân thôi các bác. Xích ở xài xích chung 91 luôn các bác nhá. Có núm bươm xăng phụ cho các bác luôn, nguyên zin nguyên bản, cực kỳ đẹp. Đó, có ốc lam và đoàn hoàng. Đây, hãng dập nổi trên này luôn các bác nhá. Nhỏ nhẹ con này thì em nghĩ chắc khoảng gần 4 kg thôi các bác. 4 kg là cùng, có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác luôn. Giá của con này thì cửa hàng bán với giá là 2.400.000 các bác nhé. 2.400.000 về cho các bác sử dụng gia đình. Công suất thì hơi nhỏ nhẹ, nòng của nó 38 ly thôi các bác nha. Dạ vâng, tiếp đến là con Z10. Z10 thì con này là nó cũng giống con Z9 các bác nhá. Cũng là hệ Komatsu Genowatt luôn. Nhưng mà con này thì nó bị mất cái tem mất rồi. Lựa về nó bị mất cái tem mất rồi các bác nhá. Đó. Còn tổng thể vẫn là nguyên zin nguyên bản của nó, hệ Komatsu Genowatt. Đấy, một ốc lam của nó đây. Con này thì cửa hàng chúng em
nó tình trạng thì không được đẹp bằng con Jack 10, nên là cửa hàng chúng em xả giá rẻ luôn các bác nhá, 2.200.000. Nhưng mà không phải vì bảo là nó bị mất cái tem này và máy móc nó xấu, linh kiện đồ đạc bên trong nó xấu đâu, linh kiện bên trong vẫn đẹp nguyên các bác nhá, nòng hơi vẫn bao zin nguyên bản cho các bác, nòng hơi thì cực kỳ đẹp, vẫn tích hợp chủ giật trợ lực cho các bác luôn. Các bác nào mà kinh phí thì hạn hẹp một tí xíu thì các bác thì có thể lựa con này, giá thì đôi khi nó sẽ rẻ hơn một tí xíu về cho các bác sử dụng. Giá của con này là 2.200.000 các bác nhé, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện cho các bác. Dạ vâng, cuối cùng trong video ngày hôm nay các bác nhé, cũng là một con hệ cưa giá rẻ Echo Kyorit. Con này thì hệ cưa sử dụng gia đình thôi các bác, công suất con này thì cũng là chắc khoảng 2 mấy cc rồi các bác nhá. Đó, cân nặng con này thì cả lam xích và nó khoảng gần 4 kg, nhỏ nhẹ cho các bác về sử dụng gia đình. Một chiếc máy cưa hiệu Kyorit. Con này thì giá của nó là 2 triệu các bác nhá, có núm mương xăng phụ cho các bác. Và con này thì nó được tích hợp luôn là nó có cái xả áp ở đây này. Các bác muốn giật nhẹ nhàng thì các bác bật cái xả áp này lên các bác nhá. Ship đấy, và cửa hàng chúng em thì đã giới thiệu cũng như là test nổ hết trong lâu này rồi các bác nhá. Cộng của nó là gồm 11 con cực VIP và chất lượng luôn các bác. Các bác nào mà ưng ý con nào rồi thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ cho các em, các bác, cho cửa hàng chúng em. À, về còn chế độ bảo hành thì cửa hàng chúng em bảo hành cho các bác riêng bộ nòng là bảo hành lột nòng 12 tháng các bác nhá, và còn lên tất cả linh kiện khác thì cửa hàng chúng em bảo hành cho các bác là 6 tháng. Đó, đấy là riêng bộ nòng là cửa hàng chúng em bảo hành cho các bác là 12 tháng các bác nhá. Còn các bác nào mà không phải lăn tăn, bởi vì những cái hàng ở trên đây là toàn hệ đời mới cả, linh kiện thay thế sửa chữa rất là nhiều các bác nhá. Các bác nào mà chỗ các bác nào mà muốn đặt hàng của cửa hàng chúng em ấy, đến mức là không có linh kiện thay thế thì các bác chỉ cần việc liên hệ cho cửa hàng chúng em, cửa hàng chúng em sẽ gửi linh kiện ra cho các bác. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm, chứ bảo là không phải là hàng Nhật bãi mà linh kiện đến nữa sửa chữa không có là hỏng cái là vứt đi luôn thì không phải đâu ạ. Đấy, cửa hàng linh kiện rất là nhiều các bác nhá, nên là các bác không cần lăn tăn, bởi vì toàn bộ như cái này là toàn bộ là đời mới cả thôi các bác, chứ không phải là dòng đời cổ đâu ạ. Đấy, và lô bên trên là hàng bên trên đấy ạ, thì cửa hàng chúng em không cần phải cọc các bác nhá, không cần phải cọc. Còn lô bên dưới thì các bác nếu mà các bác muốn đặt hàng thì hãy cọc cho em trước 200.000. Đó, nên là các bác vui lòng xem kỹ video tour đi tour lại, xem kỹ các bác nhá. Các bác muốn đặt con nào thì liên hệ cho cửa hàng chúng em. Lô trên này đa số toàn là nòng đứng cả thôi. Có 3 con nòng nằm là một con này Z11, con Z4 và con Z1 là con nòng nằm nhá các bác nhá. Còn đa số toàn là hệ nòng đứng thôi. Máy móc thì cực kỳ VIP và chất lượng luôn các bác nhá. Các bác vui lòng xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em. Ôi, cửa hàng chúng em đến đây là kết thúc video rồi. Đó, cửa hàng chúng em xin gửi lời chào thân thương tới các bác đã theo dõi hết cái video của cửa hàng chúng em. Ôi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.